Theo Bộ Công thương, công tác phòng vệ thương mại trong 20 năm qua là một điểm sáng, khẳng định được vai trò chiến lược bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, giúp các ngành sản xuất trong nước phát triển trên cả thị trường nước ngoài cũng như thị trường trong nước. Tại hội nghị tổng kết 20 năm công tác phòng vệ thương mại của Việt Nam vừa được tổ chức, lãnh đạo Bộ Công thương cho biết, tính đến hết tháng 11 năm 2022, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã bị 22 quốc gia vùng lãnh thổ điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại với tổng cộng 225 vụ việc không chỉ những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như sản phẩm gỗ cá cha cá ba sa tôm da dày dệt may thép mà các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu nhỏ hơn như mật ong gạch men giấy bọc thuốc lá cũng đã bị điều tra phòng vệ thương mại ở chiều ngược lại, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra áp dụng tổng cộng 25 vụ việc phòng vệ thương mại. Nhờ việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại hợp lý, phù hợp với cam kết quốc tế, các ngành sản xuất trong nước được bảo vệ trước những hành vi cạnh tranh không bình đẳng. Từ đó, tạo điều kiện để các ngành sản xuất trong nước phát triển, tạo thêm việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế thời gian tới để đáp ứng nhu cầu thực tiễn phòng vệ thương mại trên thế giới và tại việt nam bộ công thương đang tiếp tục nghiên cứu giả soát và hoàn thiện các chính sách quy định pháp luật trong nước về phòng vệ thương mại trong đó có việc xem xét sửa đổi luật quản lý ngoại thương hoặc xây dựng luật phòng vệ thương mại để đảm bảo đồng bộ phù hợp và thống nhất với các cam kết quốc tế bám sát thực tiễn bảo vệ tốt nhất lợi ích của nền kinh tế